ở nhân gian lập địa thành tiên chương 777, vừa là thánh, vừa là đế. Độc cô vấn hồn dặn dò, đối xử với dương độc, vẫn nên nhẹ nhàng một chút, dù sao dương độc cũng chưa từng phản bội vọng đạo, chưa từng nói lời phản đạo, chỉ là cách hành sự của hắn quá độc đoán, cần phải răng đe. Khương thần minh gật đầu. Hắn rất quen thuộc với dương độc, hai người còn từng giao thủ, tất nhiên dương độc chưa từng thắng. Hắn đánh dương độc, giống như người lớn đánh trẻ con, vừa đùa giỡn vừa đánh nhau rất thoải mái. Chư vị, đạo chủ đã đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên, uy chấn thiên hạ. Vọng đạo sẽ có hơn 100 năm thái bình nhưng những người có đại khí vận đó sớm muộn gì cũng sẽ nhắm vào vọng đạo. Vọng đạo sớm muộn gì cũng phải đối mặt với rắc rối. Đặc biệt, nhiều nhất là 200 năm nữa, thiên môn sẽ mở ra, tiên thần sẽ hạ phàm. Đến lúc đó, vọng đạo không thể trốn tránh, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị vượt kiếp hồng trần mở lời lời nói của hắn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người sau nhiều năm cống hiến như vậy hồng trần tuy là huyền tông nhưng trong lòng các tu sĩ vọng đạo hắn có uy tín hơn cả phó đạo chủ độc cô vấn hồn hồng trần dùng giọng điệu bình tĩnh đến gần như lạnh lùng nói kiếp nạn này nhất định sẽ có người hy sinh nhưng nếu vượt qua được gà chó cũng sẽ lên trời tất cả mọi người nghe xong mắt đều sáng lên nghiêm nghị gật đầu bầu trời u ám, chính mặt trăng máu treo cao, trên mặt đất mênh mông có hai bóng người, chính là Phương Vọng và Không Độ Chân Nhân. Không Độ Chân Nhân nhìn Phương Vọng đang vác thiên cung kích ở phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trên thiên cung kích còn treo một thi thể, không ngừng nhỏ máu vàng, rơi xuống đất, thiêu thành một cái hố đất, rồi mọc ra một đóa hoa vàng rực rỡ, phía sau Không Độ Chân Nhân đã mọc ra một đường hoa vàng. Đây là thi thể của một đại thánh, không độ chân nhân nhớ lại trận chiến trước đó mà nhiệt huyết sôi trào. Đại thánh được mệnh danh là tung hoành năm vạn năm lại không địch nổi một kích của Phương Vọng. Một kích đó đâm ra, khiến Không độ chân nhân cảm thấy thiên địa sắp sụp đổ. Hắn cẩn thận hỏi, "Đạo chủ, tại sao lại để thi thể của hắn nhỏ máu mãi?" Theo hắn thấy, Phương Vọng có khả năng khiến thánh thể tan thành tro bụi. Đã tồn tại thiên địa thì chứng tỏ tự có một bộ quy tắc một bộ quy tắc thiên địa hoàn chỉnh có thể thúc đẩy linh khí thiên địa có thể sáng tạo ra sinh linh thế giới này quá hoang vu ta muốn nó hồi sinh phương vọng bình tĩnh trả lời ánh mắt nhìn về phía trước đi đến tận đây hắn đã giết chết hơn trăm vị đế thánh nhưng thế giới này dường như vô tận căn bản không thể đi đến tận cùng hắn đã dùng thần thức thăm dò thế giới này tuyệt đối lớn hơn nhân gian huyền tổ ít nhất hắn vẫn chưa thể nhìn thấy biên giới của thế giới này hồi sinh thế giới này ư không độ chân nhân im lặng hắn đột nhiên cảm thấy mình không hiểu được phương vọng đồng thời hắn cũng cảm thấy chấn động thiên địa cũng có thể đối xử như sinh linh sao đã đạt đến cảnh giới thiên địa càng khôn hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc thiên địa nhưng hắn vẫn không thể nghiên cứu thấu đáo quy tắc thiên địa hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó khoảnh khắc này hắn như bắt được thứ gì đó a di đà phật thi chủ nếu đi tiếp thì thật sự là con đường không thể quay đầu ngươi giết quá nhiều đế thánh nhân quả quấn thân một khi thất bại nhân quả khổng lồ sẽ phản vệ lại thiên đạo mà ngươi sáng lập đây cũng là lý do bọn họ không vây công các ngươi một giọng nói vang dội và từ bi vang lên phương vọng không dừng bước thánh thể trên thiên cung kích vẫn đang nhỏ máu không độ chân nhân cũng không căng thẳng hắn đã tin rằng phương vọng là vô địch đến thế giới này không phải là kiếp nạn của phương vọng mà là kiếp nạn của thế giới này bây giờ hắn chỉ tò mò một điều phương vọng có thể giết chết bao nhiêu đại thánh đại đế một đường giết chết các đế thánh đại đế cổ kim nghĩ đến đây trái tim của không độ chân nhân lập tức nóng lên hắn đang chứng kiến sự ra đời của một thần thoại thực sự tiếp tục tiến lên hồi lâu sau phía trước xuất hiện một bóng người đó là một tăng nhân đang ngồi xếp bằng trước một tảng đá lưng còng già nua mặc một chiếc áo cà sa rách rưới trên người như thể đã trải qua mưa gió khi phương vọng và không độ chân nhân đi đến tăng nhân vẫn không ngẩng đầu lên phương vọng đi ngang qua hắn không dừng bước không độ chân nhân liếc nhìn hắn thầm kinh ngạc hắn cảm thấy người này không có sức sống giống như thánh thể treo trên thiên cung kích chân tôn thống lĩnh hàng nghìn đại thánh đại đế hắn là một trong những đại thánh cổ xưa nhất của nhân gian huyền tổ hắn cũng là người sáng lập ra đại đế hắn vừa là thánh vừa là đế hắn đã khai sáng ra thế giới bên ngoài tam giới này không bị âm dương trói buộc hắn là tồn tại bất tử bất diệt hắn đang để nhân quả của đại thánh đại đế thêm vào người ngươi ngươi đang đi đến địa ngục giọng nói của tăng nhân lại vang lên dường như đang thở dài phương vọng không quay đầu lại không độ chân nhân không nhịn được hỏi xin hỏi danh hiệu của tiền bối là tề vân không độ chân nhân nhướng mày cảm thấy như đã nghe ở đâu đó hắn không kịp suy nghĩ nhiều tiếp tục đi theo bước chân của phương vọng tăng nhân ngước mắt nhìn phương vọng đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ hy vọng cứ như vậy nhiều năm trôi qua máu vàng của thánh thể chảy hết phương vọng tiện tay quăng đi thánh thể rơi xuống đất trực tiếp hóa thành tro bụi phương vọng mở miệng hỏi ngươi có ngộ ra không không độ chân nhân cao mày trả lời, chỉ ngộ ra được một chút, thật hổ thẹn. Phương vọng vác thiên cung kích lên vai bên kia, ung dung nói, thiên đạo chính là đạo của thiên địa, tiếp nhận thiên địa, mới có thể nhập đạo. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của thiên đạo, vừa hay có một đối thủ đáng để nghiêm túc. Tiếp nhận thiên địa, không độ chân nhân chìm vào suy tư, bước chân không dừng lại, tiếp tục đi theo phương vọng. Phương vọng múa thiên cung kích bằng một tay, mặc dù thiên cung kích dài hơn hắn cả nửa người nhưng trong tay hắn nó lại trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt đến vậy những năm này hắn đi chậm như vậy là để cảm ngộ quy tắc thiên địa của thế giới này hắn phát hiện ra rằng quy tắc thiên địa ở đây rất đặc biệt không giống với nhân gian quy tắc thiên địa ở đây có nhiều loại hơn giống như do con người tạo ra hắn nghi ngờ là sức mạnh của đại thánh đại đế mặc dù đã đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên nhưng đối với hắn tu hành mới chỉ bắt đầu hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mạnh lên cuối chân trời xuất hiện một bóng đen không gian xung quanh hắn bị bóp méo khiến hắn trông càng mơ hồ hơn hắn mặc một bộ giáp đen dữ tợn đội mũ giáp che mặt trong bóng tối dưới mũ giáp lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu tay phải hắn cầm một thanh cốt đao dài xé toạt mặt đất cứng trắng không độ chân nhân nhìn về phía bóng đen cảm nhận được một sát ý thấu xương sắc ý này còn vượt xa cả đế thánh mà hắn đã gặp trước đó không hổ là người đạo chủ nói phải nghiêm túc đối phó chỉ không biết vị tồn tại bí ẩn này có thể khiến đạo chủ nghiêm túc đến mức nào chân phải của phương vọng lại hạ xuống nhẹ nhàng chạm đất như trước nhưng trong nháy mắt sắc mặt của không độ chân nhân đột nhiên thay đổi không độ chân nhân có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thiên địa cảm giác này giống như hắn đã bước vào linh tượng thiên địa chưa kịp nghĩ ra thì hắn lại cảm nhận được khí tức sinh linh mênh mông từ khắp tám phương thiên địa ùa đến, hắn như đột nhiên trở về nhân gian. Hắn quay đầu nhìn lại, ở cuối chân trời của các hướng, từng luồng ma vụ cuồn cuộn bốc lên, bầu trời vốn đã u ám trở nên càng thêm kinh hoàng đáng sợ. Ha ha ha, đạo chủ, không ngờ trận chiến đầu tiên của ma tộc chúng ta lại là đối mặt với ma, không biết vị đại thánh ma tộc này có danh hiệu gì. Giọng nói của đại ám ma thánh vang vọng khắp thiên địa, cùng với khí thế bá đạo của ma thánh, bao trùm cả thiên địa. Bóng đen kéo theo thanh cốt đao khổng lồ dừng bước, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng lạnh, dường như cũng hơi kinh ngạc trước linh tượng thiên địa của Phương Vọng. Phương Vọng giơ thiên cung kích lên, tay phải buông ra. Ầm, ừ, thiên cung kích bùng phát khí thế kinh khủng, tung hoành trên không trung, gần như trong nháy mắt đã giết đến trước mặt bóng đen. Bóng đen phản ứng cực nhanh, đột ngột nghi người, tay trái nắm lấy cán kích của thiên cung kích. Lực lượng mạnh mẽ kéo hắn trượt về phía sau, mặt đất theo đó mà vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe. Vô số sinh linh ma tộc bay đến, tất cả đều giết về phía bóng đen, nối đuôi nhau, không màng sống chết. Âm phủ. Quỷ đế đứng trên bờ, toàn thân vẫn quấn quanh quỷ khí, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, vô cùng bí ẩn. Trước mặt hắn là một vùng biển chết chóc mặt biển tràn ngập sương mù mênh mông loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của quan hồn lật nhào những quan hồn đó một khi rơi xuống biển thì không còn nổi lên nữa biến mất không dấu vết ngươi muốn gặp trẫm trẫm đã đến sao ngươi không hiện thân quỷ đế mở miệng hỏi giọng điệu hờ hững lời này vừa nói ra mặt biển chết lặng đột nhiên sôi trào những bong bóng lớn nhỏ liên tục nổi lên theo đó vô số quan hồn xuất hiện chúng giơ tay lên nắm lấy bầu trời, như muốn thoát khỏi bể khổ nhưng lại không thể vùng vẫy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau đớn. Quỷ đế không hề động đậy, chờ đợi sự xuất hiện của sinh vật trong biển. Sương mù trên mặt biển bắt đầu cuồn cuộn, dần dần ngưng tụ thành một bóng hình vĩ đại, chỉ có phần thân trên nhưng lại to lớn hơn cả núi, tràn đầy cảm giác ác bách. Quỷ đế, ngươi là thái tử của An Thiên Đại Đế, mấy chục vạn năm nay, ngươi đi khắp nơi, muốn tìm kiếm hồn phách của phụ hoàng ngươi. Hiện tại ngươi truyền khí vận của Đại An Thần Triều cho một người phàm, hẳn là ngươi đã xác định người đó chính là chuyển thế của An Thiên Đại Đế. Sao ngươi không để hắn liên thủ với ta, đợi đến khi thiên môn mở ra, chúng ta cùng nhau giết lên cửu trùng thiên, rửa sạch tiên đình bằng máu. Một giọng nói thương tan vang lên, ngữ khí như vượt qua dòng sông thời gian, lâu đời và cổ xưa. Quỷ đế bình tĩnh hỏi, rửa sạch tiên đình bằng máu. Chưa nói đến việc ngươi có thể làm được hay không, năm xưa ngươi nuốt chửng Bách Tính Thiên Hạ của Đại An thần triều, ngươi cho rằng trẫm có thể tin ngươi sao? Trẫm đến đây không chỉ muốn biết ngươi muốn làm gì, mà còn muốn cảnh cáo ngươi. Ha ha ha, sao nào, quỷ đế cũng muốn bảo vệ nhân gian sao? Đừng quên 10 vạn năm trước, khi thiên môn mở ra, âm dương hỗn loạn, ngươi cũng từng nhân cơ hội nhập thế, giết chết những người có đại khí vận đương thời thậm chí diệt vong sinh linh của mấy lục địa luyện thành cửu u tà công của ngươi đừng giả nhân giả nghĩa ngươi cứ nói đi ngươi cần gì giọng nói tang thương lại vang lên lời nói của hắn khiến quỷ đế im lặng mặt biển dần dần trở lại bình lặng không còn sôi trào nữa hồi lâu sau quỷ đế thốt ra ba chữ thái thương lệnh sao nào quỷ đế cũng hứng thú với thái thương tiên phủ hư vô mờ mịt sao giọng nói tang thương cảm thấy bất ngờ trẫm cũng muốn biết tiên nhân thái thương có gì khác tiên nhân mà trẫm tiếp xúc không bao lâu nữa thái thương tiên phủ sẽ xuất hiện trở lại ở nhân gian trẫm muốn đi xem thử trẫm biết trong tay ngươi có ba tấm thái thương lệnh ngươi đưa trẫm một tấm trẫm sẽ không ngăn cản ngươi trở về nhân gian còn việc ngươi có hợp tác với thiên đạo hay không thì tùy vào bản lĩnh của ngươi trẫm không thể đứng ra hòa giải quỷ đế bình tĩnh trả lời đến lượt giọng nói tang thương im lặng. Vài giây sau, giọng nói tang thương trả lời, được. Tầm một tiếng, mặt biển nổ tung, sóng biển cuộn về hai bên, dâng cao vạn trường, một luồng sáng lạnh lao nhanh qua, bịch, một tiếng, rơi vào tay quỷ đế. Chúng sinh vô số, cuộc đời trăm năm, đều chỉ là hạt bụi trong gió. Trên vách núi, một ông già tóc trắng chân trần, một tay cầm gậy gỗ, một tay sờ lên bầu trời, u u nói đằng sau hắn có một người đang đứng chính là phương tử canh phương tử canh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời có từng viên thiên thạch từ ngoài không gian lướt qua bị ngọn lửa bao bọc giống như mưa sao băng chỉ là khói cháy lan tỏa trong không trung khiến hoàng hôn càng thêm mờ mịt ông già tóc trắng quay đầu nhìn phương tử canh nói với vẻ mặt bí ẩn khó lường số mệnh của ngươi đang đến mái tóc trắng của phương tử canh bay theo gió ánh mắt sâu thẳm hắn bình tĩnh hỏi cụ thể là ở đâu thiên cơ bất ông già tóc trắng vô thức từ chối kết quả phương tử canh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ngón trỏ tay phải treo trước mắt hắn khiến lời nói của hắn dừng lại đột ngột ánh mắt của phương tử canh lạnh lùng đến vậy sát ý gần như ngưng tụ thành thực thể ông già tóc trắng vội vàng đổi giọng nói ở đại lục thương hải thiên vận có một vị tiên nhân chuyển thế hắn sinh ra đã có đôi mắt trọng đồng ta chỉ có thể tính đến đây Phương tử canh nghe xong, nheo mắt lại. Ông già tóc trắng do dự một lát, nói, vị tiên nhân này không đơn giản, khí vận hùng hậu hơn cả vị tiên nhân đã giết hàng long đại thánh năm xưa, khuyên ngươi. Phật Tay phải của phương tử canh thành đao, chém đầu ông già, máu tươi bắn tung tóe như suối phun. Máu của ông già tóc trắng bắn vào mặt hắn, hắn lại nở nụ cười, chỉ nghe hắn nói khẽ, khuyên ta cẩn thận. Không cần ngươi khích tướng, ta sẽ tự đi nói cho chủ nhân của ngươi biết bất kể hắn có lai lịch gì nếu muốn tính kế ta thì cứ đến đi thi thể của ông già tóc trắng ngã xuống đầu lăn trên vách núi thi thể của hắn theo đó hóa thành tro bụi và tan biến mặt trời mọc cao linh khí của kiếm thiên trạch bốc lên như thể có một biển khí đang dâng cao hùng tráng như tranh vẽ kiếm tiên hứa ngôn đứng bên hồ ngộ kiếm hắn đã tái tạo được kiếm linh bảo thể có thể xem một lần là nắm được bất kỳ kiếm pháp nào nhưng kiếm ý không có chiêu thức hắn cần phải dành thời gian để ngộ ví dụ như thiên địa kiếm ý của kiếm thiên trạch kể từ sau khi phương vọng thành tựu thiên đạo chân tiên thiên địa kiếm ý của hắn đã có sự lột xác hiện tại đã là thiên địa kiếm ý cảnh giới tiên nhân hứa ngôn ở đây tham ngộ trăm năm kiếm ý tăng vọt khiến hắn không nở rời đi hứa ngôn mở mắt nhìn về phía côn luân trăm năm rồi không biết bây giờ ngươi mạnh đến mức nào hứa ngôn lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong một người xuất hiện bên cạnh hắn chính là phương bạch phương bạch hiện tại đã là kiếm tu mạnh nhất của phương gia tất nhiên danh hiệu này không tính phương vọng trong kiếm tông vọng đạo thế của phương bạch cũng ngày càng lớn mạnh thế nào bao giờ thì xuất sơn tái hiện danh tiếng kiếm tiên phương bạch dùng giọng điệu trêu chọc hỏi Hứa ngôn trả lời, trước khi tiên thần hạ phàm, tranh đoạt khí vận sẽ không ngừng, thậm chí sau khi tiên thần hạ phàm còn phải tiếp tục trong một thời gian dài. Phương Bạch ý vị sâu xa nói, nghe nói việc nâng cao khí vận có thể khiến tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Những năm gần đây số lượng thiên địa càng không tăng vọt, phía nam biển Nam Quỳnh đã sinh ra thiên địa càng khôn, thậm chí hai năm trước còn có thiên địa càng khôn đại chiến. 300 năm trước, Điển Nam Quỳnh trong mắt bọn họ chỉ là hải vực lạc hậu nhưng bây giờ lại xuất hiện thiên địa càng khôn, điều này dẫn đến chấn động rất lớn đối với đại lục Hàng Long. Vì sự tồn tại của thiên đạo, đại lục Hàng Long vẫn luôn ở trong trạng thái yên bình, ngược lại khiến cho tốc độ tu luyện của những tu sĩ không phải vọng đạo khác chậm lại. Ngày càng nhiều tu sĩ đại lục Hàng Long bắt đầu ra ngoài, chuẩn bị tranh đoạt khí vận. Có rất nhiều cách để tranh đoạt khí vận, cách đơn giản nhất là giết chết đối phương số đệ tử nhập thế của vọng đạo cũng ngày càng nhiều kể từ sau khi thần tông và thể tông đại chiến rất nhiều người đều muốn noi theo con đường của thể tông phương bạch cảm thán nói ánh mắt hứa ngôn vẫn bình tĩnh hắn không hề dao động nói nếu không phải vì tình đồng môn thần tông chắc chắn có thể đánh chết thể tông phương bạch không phản bác hắn cười nói đúng là như vậy nhưng dù thế nào đi nữa hắn và thích ngục đế vẫn còn sống hiện tại chiếm cứ một phương nghiệp lực ngập trời. Khí vận của hai người bọn họ được cho là đã chiếm một phần mười nhân gian, điều này rất đáng sợ. Hứa ngôn hừ một tiếng, một mình đạo chủ có thể địch lại khí vận của thiên hạ. Ha ha, ngươi nói vậy chẳng phải vô nghĩa sao, ai dám gây phiền phức cho phương tổ, hắn căn bản không tính vào được. Chỉ có tiên thần hạ phàm, hắn mới có đối thủ. Phương Bạch lắc đầu cười khổ, đề tài của hai người cứ thế mà lệch đi, bắt đầu nói về những người danh chấn thiên hạ có nhắc đến cửu mệnh bảo linh đế thương thiên có nhắc đến giáo chủ kim tiêu giáo chu tuyết còn có tuyệt đại thiên kiêu của thánh tộc vạn cổ hứa ngôn nói đến say sưa ánh mắt trở nên nóng bỏng trong thời đại tranh đấu lớn như vậy hắn cũng muốn tạo dựng uy danh của riêng mình trước đây danh tiếng kiếm tiên của hắn quá nhỏ cho dù bây giờ hắn tự xưng là kiếm tiên vẫn có người không tin hắn thiếu chiến tích lừng lẫy thiên hạ Danh tiếng thiên đạo lại được tạo nên từ những trận đại chiến kinh thiên động địa, khi hai người còn đang trò chuyện, từng đệ tử vong đạo bay qua trên bầu trời, đồng thời cũng có những đệ tử khác rời đi. Theo sự thay đổi của thế cục thiên hạ, mạng lưới tình báo của huyền tông đã được kích hoạt hoàn toàn. Hồng Trần không nghỉ ngơi một khắc nào, hắn yêu cầu có thể nắm bắt được sự thay đổi của từng nơi trên nhân gian. Trong đại sảnh lầu cát, Hồng Trần đứng trước một sa bàn khổng lồ, trên sa bàn trôi nổi từng quả cầu sáng, nếu đến gần nhìn sẽ thấy bên trong là từng lục địa, hình thu nhỏ của biển cả. Một đệ tử Huyền Tông nhanh chóng đến trước mặt Hồng Trần, quỳ xuống, trầm giọng nói: "Thưa Huyền Tông, suối cửu u tái hiện nhân gian, rất nhiều oan hồn âm phủ đi ra từ đế hải, vạn la bàn mà ngài giao cho chúng ta vẫn luôn dị động, không thể dừng lại." Hồng Trần vừa nghe, lập tức thi pháp, hai lòng bàn tay đẩy lên sa bàn, các trên sa bàn nhanh chóng bay lên ngưng tụ lại với nhau dần dần ngưng tụ thành một hình bóng đáng sợ ba đầu sáu tay không rõ là người hay yêu ma sắc mặt hồng trần lập tức thay đổi phục một nguồn máu tươi phun ra từ trong miệng hắn đổ lên ma tượng trên sa bàn ngay sau đó các lập tức tan ra rơi xuống sa bàn huyền tông đệ tử huyền tông vội vàng chạy tới đỡ lấy hồng trần hồng trần nhanh chóng vận công sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt không còn chút máu hắn lẩm bẩm cửu cực chí oán đệ tử huyền tông vội vàng hỏi huyền tông ngài không sao chứ có cần ta đi tìm phó đạo chủ không không cần hồng trần hít sâu một hơi trầm giọng nói hắn nhẹ nhàng đẩy đệ tử ra rồi đi về phía ngoài đại sảnh chỉ để lại một câu ngươi tiếp tục quay về theo dõi suối cửu u đệ tử huyền tông nhìn theo bóng lưng hắn muốn nói lại thôi. Hồng Trần đến trước một lầu cát, hắn mở lời, đạo chủ, ta có chuyện tìm ngài. Nói thẳng đi, nơi này có cấm chế của ta, không ai có thể nghe được. Trong lầu cát truyền ra giọng nói của Phương Vọng. Hồng Trần tiếp tục nói, suối cửu u tái hiện nhân gian, cửu cực chí oán bị trấn áp ở âm phủ đã phục sinh. Cửu cực chí oán là tâm ma của một vị tiên thần nào đó ở tiên đình, từ khi hắn ra đời, đã gây họa cho tiên đình ngay cả khi ta là thiên đế cũng không thể diệt trừ hắn hoàn toàn vì vậy ta đã trấn áp hắn ở âm phủ muốn dùng sức mạnh luân hồi để tiêu diệt hắn không ngờ hắn lại chạy ra ngoài vị tồn tại cấm kỵ trước đó chính là hắn sao không phải hắn vị tồn tại cấm kỵ đó ngay cả ta cũng không tính được âm phủ tồn tại quá lâu ngay cả tiên thần cũng không thể thăm dò hết được cửu cực chí oán mạnh đến mức nào rất mạnh tiên đình cũng không thể tiêu diệt hắn nhiều nhất là 50 năm nữa, hắn sẽ giáng lâm nhân gian, sức mạnh của hắn đã xuất hiện trên suối cửu U, không thể ngăn cản. Sắc mặt hồng trần vô cùng u ám. Có thể khiến vị thiên đế trước đây như hắn bất an đến mức này, đủ để thấy được sự mạnh mẽ của cửu cực chí oán. Ta biết rồi. Giọng nói của phương vọng tiếp tục vang lên, hồng trần nghe xong, không nói thêm gì nữa, chắp tay hành lễ rồi quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại một bí cảnh thần bí khác. Bản tôn của Phương Vọng nhận được tin tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đại Thánh bên cạnh, hỏi, cửu cực chí oán, ngươi đã từng nghe nói chưa? Tề Vân Đại Thánh chính là vị hòa thượng mà hắn gặp mấy chục năm trước, hiện tại đã lựa chọn đi theo hắn. Tề Vân Đại Thánh từng phi thăng, không được như ý ở tiên đình, mới phản bội tiên đình, trốn đến thế giới này. Nghe Phương Vọng hỏi, sắc mặt Tề Vân Đại Thánh đột nhiên thay đổi, nói bằng giọng run run, đạo chủ sao ngài lại đột nhiên tìm hiểu về hắn hắn sắp xuất hiện ở nhân gian của ta phương vọng trả lời thành thật tề vân đại thánh nghe xong vội vàng nói đạo chủ vậy ngài tuyệt đối không thể quay về cửu cực chí oán còn đáng sợ hơn cả chân tôn rất lâu trước đây chân tôn muốn có được sức mạnh của cửu cực chí oán kết quả bị phản vệ suýt nữa thì thân tử đạo tiêu nhìn tề vân đại thánh nói đáng sợ như vậy ngay cả không độ chân nhân cũng không khỏi nhíu mày ngược lại phương vọng vẫn bình tĩnh như thường sự tự tin của phương vọng bắt nguồn từ việc hắn vẫn không ngừng mạnh lên sau khi đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên tu vi của hắn không hề dừng lại thiên đạo vạn pháp kinh vẫn tự động vận hành tu luyện hơn nữa trong những năm này hắn vừa tiến lên vừa suy nghĩ về việc dung hợp công pháp giống như hiện tại hắn đã dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh với tử khí bất diệt công chỉ cần một ý niệm hắn sẽ tiến vào thiên cung tử khí bất diệt công đã tiêu tốn của hắn chín vạn bảy nghìn năm thiên đạo vạn pháp kinh mới càng tốn đến bảy mươi tám vạn năm điều này khiến hắn hơi do dự hiện tại nghe nói đến sự tồn tại của cửu cực chí oán bề ngoài phương vọng vẫn không chút dao động thản nhiên như không nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi cấp bách mặc dù hiện tại hắn rất mạnh có lòng tin đối phó với mọi kẻ địch mạnh mẽ nhưng điều hắn muốn không chỉ là bảo vệ mạng sống hắn còn muốn bảo vệ những người bên cạnh hiện tại lại thêm một mục tiêu nữa đó là bảo vệ đạo thống phương vọng nhìn về phía trước nói không sao nếu ta có thể đánh bại chân tôn ta có thể diệt trừ cửu cực chí oán nếu không thể hiện tại ta cũng không cần phải ở lại đây tề vân đại thánh há miệng muốn nói lại thôi hắn nghĩ đến những đối thủ mạnh mẽ mà phương vọng đã đánh bại trên con đường này phương vọng giáng lâm thế giới này đã hơn trăm năm số lượng đế thánh bị hắn tiêu diệt đã vượt quá 300. Cả thân khí vận đế thánh ngập trời, đây là khí thế mà ngay cả vô tướng vô hình Chu Thiên Công cũng không thể che giấu được. Phương vọng cầm thiên cung kích, tiếp tục tiến lên, hắn hít sâu một hơi dưới lớp mặt nạ, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Con đường tu tiên, hắn vẫn chưa đi đến đích, không thể lơ là, hắn lập tức dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh với tử khí bất diệt công, hắn sắp xếp lại tâm pháp trong đầu sau khi dung hợp hai loại công pháp chỉ bảy bước, mắt hắn không khỏi nhắm lại, mà bước chân hắn vô thức bước về phía trước. Bước thứ tám, chân trái chạm đất, phương vọng lại mở mắt ra, một luồng khí thế siêu nhiên bùng nổ, khiến tề vân đại thánh, không độ chân nhân kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt phương vọng thoáng hiện vẻ mê mang, bước chân hắn hơi khựng lại, rồi tiếp tục tiến lên. Chỉ một bước, hắn đã vượt qua bãi bể nương dâu. Dung hợp Tử Khí Bất Diệt Công với Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh khiến hắn ở trong thiên cung tròn 45 vạn năm, Tử Khí Bất Diệt Công có thể luyện thành thân thể tiên nhân, sau khi dung hợp với Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh, Phương Vọng đã sáng tạo ra chân tiên thánh thể thuộc về thiên đạo. Mà nhược điểm của Tử Khí Bất Diệt Công đã bị hắn thay đổi. Tu luyện Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh mới sẽ không liên quan đến nhân quả của tiên đình, thậm chí hắn có thể tạo ra nhân quả thiên đạo trong thiên đạo liên hệ với tất cả những người tu luyện thiên đạo tất nhiên phương vọng không muốn dùng nhân quả thiên đạo để khống chế những người theo đuổi hắn nghĩ đến những lợi ích bởi vì thông qua nhân quả thiên đạo rồi thi triển tiêu diêu tự tại thiên hắn có thể đến bên cạnh bất cứ người tu luyện thiên đạo nào điều này có thể giúp hắn làm được rất nhiều việc tề vân đại thánh không độ chân nhân bị kinh sợ bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của phương vọng đang điên cuồng tăng lên Điều này đã vượt xa trạng thái khi đại chiến trước đó, điều kỳ lạ nhất là Tề vân đại thánh trợn tròn mắt, trong lòng dân lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa đang tuôn về phía phương vọng, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Thiên đạo đang nuốt chửng quy tắc thiên địa, là một đại thánh, tề vân đại thánh có thể lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, sau đó tu luyện ra lực lượng quy tắc thuộc về mình nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể trực tiếp nuốt chửng quy tắc thiên địa, biến thành của riêng mình. Vừa nghe nói cửu cực chí oán không thể đánh bại, thiên đạo đã trở nên mạnh hơn, chuyện này thật quá hoang đường, Tề Vân đại thánh không thể hiểu nổi. Không độ chân nhân thì lại thấy bình thường, phương vọng càng mạnh, hắn càng yên tâm, hắn thậm chí bắt đầu tin rằng phương vọng là vô địch. Phương vọng vừa tiến lên vừa vận chuyển thiên đạo vạn pháp kinh mới. Pháp lực thiên đạo bắt đầu tăng vọt, bản chất của nó cũng được nâng cao, trở nên mạnh mẽ hơn trong mơ hồ, Phương Vọng cảm thấy mình có thể sáng tạo ra cảnh giới cao hơn. Trên Thiên đạo sơ nguyên là Thiên đạo chân tiên, trên Thiên đạo chân tiên là Thiên đạo huyền tiên. Phương Vọng lẩm bẩm tự nói, đặt tên cho cảnh giới mới. Thiên đạo sơ nguyên có thể sánh bằng cảnh giới đại thánh, đại đế. Thiên đạo chân tiên thì tương đương với tiên thần thực sự, hơn nữa còn cao hơn tiên thần, không bị quy tắc hạn chế thiên đạo huyền tiên thì có thể nuốt chửng quy tắc thiên địa sáng tạo ra nhân quả thuộc về mình nhân quả này có thể cho phép các sinh linh khác kế thừa giúp chúng ngày càng mạnh mẽ cao hơn nữa phương vọng chuẩn bị biến nhân quả thành đạo đạo là gì đạo chính là một loại lực lượng bất tử bất diệt giống như quy tắc thiên địa nhưng cao hơn quy tắc thiên địa thiên đạo là một loại đạo thống tu hành còn đạo thì là sức mạnh độc đáo của riêng hắn không chia sẻ với bất kỳ ai Phương Vọng vừa vận công vừa suy nghĩ về con đường tương lai. Phải nói rằng, tử khí bất diệt công rất mạnh, sự mạnh mẽ của nó nằm ở chân lý mênh mông, có thể giúp Phương Vọng khám phá nhiều khả năng hơn. Khi quy tắc thiên địa bắt đầu náo động, mặt đất trung chuyển, bầu trời đổi sắc, chính mặt trăng máu treo lơ lửng trên cao bắt đầu vặn vẹo. Hửng! Một tiếng kinh ngạc vang lên. Giọng nói này vừa phát ra, quy tắc thiên địa vốn đang náo động đột nhiên dừng lại, ngay cả những quy tắc thiên địa đang tuôn về phía phương vọng cũng bắt đầu chậm lại ánh mắt phương vọng ngưng tụ quy tắc thiên địa xung quanh như những con ngựa hoang mất cương điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn ầm ừ, một tiếng phá không vang lên tiếp theo đó là một cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng được ập đến một bóng người giáng xuống từ trên trời nhưng gần như ngay lập tức phương vọng đã bùng phát ra ánh sáng mạnh chói mắt tạo thành khí thế cản trở đối phương đây là một cường giả bí ẩn có phần thân trên là rồng, phần thân dưới giống người, trên người mặc vảy rồng đen, tỏa ra sát ý vô tận, một đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương vọng. Trong mắt hắn đột nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi, dường như cảm nhận được một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tay phải cầm thiên cung kích của phương vọng xoay một vòng. Thiên cung kích bùng phát ra sức mạnh mạnh mẽ, từng luồng khí trắng bốc lên ngút trời, nhấn chìm long nhân bí ẩn máu thịt của hắn hóa thành tro bụi chỉ còn lại xương trắng nhưng xương trắng cũng không chống đỡ được một khí tức nhanh chóng bị hủy diệt sau khi giết chết một đại thánh phương vọng bước tiếp tục tiến lên mỗi bước đi mặt đất sụp xuống đá vụn bay lên những quy tắc thiên địa vô hình vô sắc bắt đầu hiện hình giống như từng tia sét màu sắc khác nhau đang xen trên người hắn tề vân đại thánh chấn động tự lẩm bẩm đại chu long thánh hắn đã từng gặp vị đại thánh kia đó là tồn tại mà trước đây hắn cần phải ngước nhìn chân tôn đã phái đại chu long thánh đến thu phục tề vân đại thánh một cường giả như vậy mà lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng chân tôn đã chậm trễ lâu như vậy cũng nên chiến đấu rồi ta còn có đối thủ mới chuẩn bị giải quyết không muốn dây dưa với ngươi nữa ra đây đi dẫn theo tất cả đại thánh đại đế của ngươi đến chịu chết đi giọng nói của phương vọng vang lên lúc này giọng điệu của hắn trở nên uy nghiêm chưa từng có như thể hắn chính là thiên đạo chân chính. Cơn thịnh nộ của hắn chính là thiên uy, mạnh mẽ như tề vân đại thánh, không độ chân nhân cũng không khỏi nảy sinh cảm xúc sùng bái muốn quỳ lạy. Bọn họ nhìn về phía phương vọng được khí diễm màu trắng bao quanh phía trước, áo trắng của hắn phấp phới dữ dội, toàn thân tỏa ra khí thế vô địch ngạo nghễ, thống trị thiên hạ, giọng nói tựa như thiên uy của phương vọng vang vọng không dứt trong thế giới thần bí này, tắt đi mọi ồn ào quy tắc thiên địa vẫn đang cuồng bạo những tia sét đủ màu đang xen trên người hắn vẫn không ngừng lớn mạnh khí thế kinh người tất nhiên ngoài chết ra còn một con đường khác đó là ra ngoài thần phục ta giọng nói của phương vọng lại vang lên lời này khiến tề vân đại thánh giật mình quá cuồng vọng lúc này hắn mới nhận ra bản tính của phương vọng lại cường thế như vậy hóa ra không phải chân tôn đang chờ thiên đạo mà là thiên đạo đang chờ chân tôn à phương vọng cầm thiên cung kích nhảy lên, muôn vàng quy tắc thiên địa hóa thành xét đuổi theo, giống như một tấm lưới điện che trời phủ đất bay lên, chiếu sáng cả bầu trời. Trấn Thế Châu bay ra từ đỉnh đầu hắn, khi hắn dừng lại, Trấn Thế Châu vẫn bay lên cao mấy vạn trượng, đột nhiên trở nên khổng lồ, rồi bùng phát lực cắn nuốt khủng khiếp. Cùng lúc đó, có một cơn cuồng phong diệt thế ập đến trước mặt phương vọng, cuốn lên đá trên mặt đất, bụi đất bay mù mịt, không thể ngăn cản. Trong cơn gió cắt mịt mù có một bóng người ẩn hiện, cao tới vạn trượng, khoác trên mình bộ giáp dày, mọc bốn cánh tay, chiếc áo tròn phía sau tung bay như màn trời. Từng bóng người bay tới từ phía sau bóng người vạn trượng này, nhanh chóng dừng lại xung quanh hắn, số lượng không ngừng tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã vượt quá một nghìn. Chân tôn Tề vân đại thánh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, hắn không dám tiến lên nữa. Không độ chân nhân cũng dừng lại, hắn ngưng tụ bảo linh bản mệnh của mình, chuẩn bị chiến đấu. Một luồng ánh sáng mạnh từ phía sau chân tôn xa xa ập đến, nhanh chóng lướt qua mặt đất, bầu trời, khiến cả thiên địa đột nhiên thay đổi. Gió lạnh vô tận xen lẫn băng tuyết ập đến, bầu trời u ám cũng sáng lên. Vụ bão tuyết điên cuồng đột nhiên bùng nổ, ép tề vân đại thánh, không độ chân nhân phải dùng linh lực của chính mình để chống đỡ. Phương vọng trên trời vẫn bị muôn vàng quy tắc thiên địa xen giữa, thiên cương chí dương bá thể bùng nổ dương khí bá đạo khiến hắn như một mặt trời to lớn trấn thế châu không ngừng rung chuyển điên cuồng hấp thụ băng tuyết cả thiên địa đang rung chuyển như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào thiên đạo ngươi rất cuồng vọng nhưng từ xưa đến nay có biết bao kẻ cuồng vọng trước mặt bản tôn bọn chúng hoặc là cúi đầu quy phục hưởng sự che chở của bản tôn hoặc là thân tử đạo tiêu hóa thành thần binh đại đạo của bản tôn bây giờ bản tôn cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Giọng nói của chân tôn truyền đến, lạnh lùng đến cực hạn, còn lạnh hơn cả bảo tuyết trên thiên địa này. Số lượng đế thánh xung quanh hắn đã tăng lên đến hơn một vạn. Một đại thánh, đại đế vốn có thể ngang ngược một đời, hơn một vạn thì khủng khiếp biết bao. Nếu đây không phải là một linh tượng thiên địa, đổi lại là nhân gian khác, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh như vậy không độ chân nhân ở thiên địa càng không cảnh chỉ cảm thấy thân thể sắp bị nghiền nát, may mà tề vân đại thánh đi đến trước mặt hắn, dùng linh lực đại thánh của chính mình bảo vệ hắn. Không độ chân nhân thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình với đại thánh, đại đế. Trước đây có phương vọng ra tay, áp lực mà hắn phải chịu không lớn. Phương vọng lơ lửng trên không trung, hắn giơ thiên cung kích lên, chỉ về phía chân tôn ở xa xa, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Cổ tay phải của hắn xoay một vòng, lưỡi kích cũng xoay theo, một luồng kình khí bá đạo theo lưỡi kích bùng nổ, tung hoành bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã giết đến trước mặt chân tôn. Hơn vạn đại thánh, đại đế cùng nhau giơ tay thi pháp, linh lực mênh mông tụ lại với nhau, chống lại kình khí của phương vọng. Trong nháy mắt, hầu như tất cả các đế thánh đều vì thế mà rung động. Sao có thể? sức mạnh của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy đây là thần thông ư khó trách khẩu khí lại lớn như vậy hắn quả thực có tư cách cuồng vọng thiên đạo đến từ nhân gian huyền tổ sao thế giới này lại luôn sinh ra những thiên tài mạnh mẽ như vậy hắn mới bao nhiêu tuổi các đại thánh đại đế đều kinh ngạc thốt lên có một số đế thánh đã chú ý đến phương vọng trước khi hắn tiến vào phương thế giới này bọn họ rất rõ về quá trình trưởng thành của phương vọng chính vì vậy bọn họ mới cảm thấy khó tin chân tôn giơ tay phải lên một chưởng đẩy về phía trước mạnh mẽ đánh tan tình khí khủng khiếp của thiên cung kích trong tay phải của hắn cũng ngưng tụ ra một thanh trường thương đầu thương lớn như núi có hình dạng kim long há miệng múa vuốt cán thương hiện lên những phù văn kỳ dị còn tỏa ra ánh sáng màu xám đen ngay khi thanh thương này xuất hiện băng tuyết khắp trời đều dừng lại phương vọng không nói hai lời trực tiếp giết về phía chân tôn, hơn vạn đế thánh cùng nhau ngưng tụ bảo linh bản mệnh của mình. Nhân gian huyền tổ, đại lục hàng long, kiếm thiên trạch. Hồng tiên nhi đáp xuống bên hồ, nàng quay đầu nhìn về phía bầu trời, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ bối rối. Không chỉ có nàng, tất cả các tu sĩ trong kiếm thiên trạch đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rõ ràng sắc trời không có gì thay đổi nhưng bọn họ đều có một cảm giác không rõ ràng, không thể nói nên lời và cảm giác này đang ngày càng tăng lên hồng trần và cô mệnh lão nhân cũng đến bên hồ cả hai đều bắt đầu suy diễn vài khí tức sau cô mệnh lão nhân cảm thán không thể tưởng tượng nổi mới bao nhiêu năm hắn lại nâng thiên đạo lên một cảnh giới hoàn toàn mới cảm nhận của hồng trần càng sâu sắc hơn bởi vì hắn sẽ so sánh thiên đạo với tiên đình mặc dù hắn đã ngã xuống hàng chục vạn năm nhưng tiên đình không thể có bước tiến nhảy vọt có thể phán đoán từ năng lực thống trị nhân gian của nó đạo chủ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào hồng trần ngửa mặt nhìn bầu trời lẩm bẩm tự nói bây giờ hắn cảm thấy phương vọng tuyệt đối không chỉ là thiên tài vạn cổ của nhân gian đơn giản như vậy rất có thể là đến từ thượng giới hồng trần bắt đầu suy đoán phương vọng có thể đến từ thế lực khổng lồ nào ở thượng giới lúc này toàn bộ thiên hạ tất cả các sinh linh tu luyện thiên đạo đều cộng hưởng với thiên đạo sự cộng hưởng này thậm chí còn ảnh hưởng đến thiên đạo của các nhân gian khác theo thời gian trôi qua chúng sinh thiên đạo đều có điều ngộ ra chân tiên sáng tạo ra thiên đạo đang xung kích cảnh giới cao hơn nhận ra điều này các tu sĩ thiên đạo của các nhân gian đều vô cùng phấn khích mới qua bao lâu thiên đạo lại thăng cấp hồng tiên nhi hít sâu một hơi đi dọc theo bờ hồ nàng vốn định tìm phương vọng kể cho hắn nghe về những gì mình thu hoạch được trong những năm qua nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy không đáng để nhắc đến ầm uhm, một vị đại đế cao ngàn trượng rơi xuống đập thủng bề mặt đất rơi vào giữa những tảng đá chồng chất hắn phun ra đế huyết đốt cháy biển lửa ngập trời sâu trong lòng đất hắn khó khăn mở mắt nhìn qua khe nứt của tảng đá có thể nhìn thấy một trận chiến kinh thiên động địa phương vọng đang chiến đấu với chân tôn hắn không biến hóa ra pháp tướng cao ngàn trượng nhưng ánh sáng trên người hắn còn chói mắt hơn cả chân tôn cao ngàn trượng, thậm chí còn chiếu sáng rõ ràng đáy trấn thế châu. Chân tôn giơ cao thanh trường thương kim long trong tay, đâm một thương về phía bầu trời, đánh cho trấn thế châu rung chuyển dữ dội, như thể sắp vỡ tan. Phương vọng giơ lòng bàn tay thi triển đại quy hư trưởng đánh vào người chân tôn. Chân tôn giơ tay kia lên đỡ, trên cánh tay bùng phát ra la bàn màu vàng, trên bề mặt la bàn màu vàng xuất hiện xoáy nước. Ngay sau đó, một vùng không gian phía sau chân tôn hóa thành hư vô, rơi vào bóng tối tuyệt đối. Xung quanh phương vọng, từng bóng thương xuất hiện từ hư không, tỏa ra khí tức quy tắc khác nhau. Tất cả đều khóa chặt phương vọng, ngay cả ánh sáng của thiên đạo cũng không thể che giấu được thần quan của chúng. Đối mặt với bóng thương tấn công từ bốn phương tám hướng, phương vọng không thi triển tiêu diêu tự tại thiên để hư hóa, mà bùng phát đạo lực của vô lượng vô cấu đạo cốt, mạnh mẽ trấn diệt từng bóng thương. Phương vọng đâm một kích về phía trước, thiên địa đột nhiên sụp đổ, đến một thiên địa lò lửa cháy hừng hực. Theo thiên cung kích tiếp tục đâm về phía trước, thiên địa lò lửa này lại một lần nữa sụp đổ, thay vào đó là thiên địa mọc đầy những cây kim trúc khổng lồ, trên mỗi chiếc lá trúc đều có một thế giới nhỏ. Vô số lá trúc trung rẩy, vừa chuẩn bị giết phương vọng thì thiên địa này lại một lần nữa vỡ tan một kích đâm ra, thiên địa liên tục sụp đổ, phương vọng không phải đang hủy diệt thiên địa thực sự, mà là thiên địa linh tượng của các đế thánh. Trong quá trình chiến đấu, hắn cũng đang cảm nhận sức mạnh đặc biệt của đại thánh, đại đế. Ngoài sức mạnh tương tự như quy tắc thiên địa, con đường thiên địa linh tượng của đại thánh sẽ vô cùng gần với thực tế, những kẻ mạnh mẽ thậm chí có thể ngưng tụ sức mạnh quy tắc thiên địa trong thiên địa linh tượng. Đại đế thì khác, Chú trọng đến thân thể và linh lực hơn, bọn họ có thể dùng tu vi của bản thân để phá vỡ thiên địa linh tượng. Nhưng dù là đại thánh hay đại đế, đều sẽ dựa vào bảo linh bản mệnh của mình, chứ không phải phát bảo luyện chế sau này. Chân tôn cũng dơ thương giết phương vọng. Kim Long thương và thiên cung kích va chạm, mặc dù kích thước của hai bên trên lệch rất lớn nhưng cường quan thiên đạo trên thiên cung kích lại vô cùng lớn, bù đắp trên lệch gấp vạn lần ầm hai luồng sức mạnh chí cường va chạm từng tầng thiên địa linh tượng bị hủy diệt những đại đế đến giết phương vọng đều bị hất văng ra ngoài phương vọng và chân tôn cùng lúc đáp xuống trở về thế giới bí ẩn ban đầu hình thể của chân tôn thu nhỏ lại trở nên to bằng phương vọng bộ hắc giáp trên người hắn như tượng trưng cho bóng tối còn thiên linh bảo thể của phương vọng thì tỏa ra ánh sáng vàng vô tận hai người cách nhau vạn dặm nhìn nhau từ xa trong nháy mắt đã va vào nhau toàn bộ mặt đất vì thế mà vỡ tan cả hai bùng nổ cuộc chiến gần mạnh mẽ thế công của chân tôn dữ dội và điên cuồng phương vọng thì điềm tĩnh hơn xét về độ mạnh yếu của lực lượng chân tôn lại áp chế phương vọng nhưng thiên đạo tâm của phương vọng đã đạt đến cảnh giới siêu phàm toàn tâm toàn ý lao vào chiến đấu khiến cho từng chiêu thức của hắn đều có sự huyền diệu của đại thần thông keng thiên cung kích và kim long thương một lần nữa va chạm khí tức bùng nổ bao trùm cả thiên địa tề vân đại thánh dùng linh lực của mình để chống đỡ nhưng vẫn bị ép lùi về phía sau không độ chân nhân vội vàng thi pháp giúp hắn nhưng không có tác dụng gì hai người chỉ chống đỡ được vài giây đã bị cuồng phong do quy tắc thiên địa cuốn bay ra ngoài không chỉ có hắn mà hầu hết các đế thánh cũng vậy chỉ có vài chục đế thánh còn có thể đi tiếp viện cho chân tôn rất nhanh phương vọng rơi vào vòng vây chân tôn chủ công các đế thánh khác thi triển thần thông kiềm chế. Phương vọng đột ngột ném thiên cung kích, đánh trúng chân tôn, khiến chân tôn khựng lại. Gần như cùng lúc đó, tay phải của phương vọng ngưng tụ thành càng không phiến, thuận thế quạt một cái, ngọn lửa hừng hực như thiên hà đột ngột dâng lên từ mặt đất, nhấn chìm hàng chục đế thánh, thậm chí còn cuốn nát cả bầu trời. Tay phải của hắn tiếp tục bóp, càng không phiến tan đi, thúc thiên kim lăng xuất hiện, quấn quanh thắt lưng hắn đầu kia hóa thành roi dài vạn dặm, quất ngang đi, đánh tan sóng gió trên đường, quất vào một vị đại đế, đánh vỡ kim thân của hắn, máu nhuộm cả bầu trời. Phương Vọng bước ra một bước, tay phải nắm lấy thiên cung kích, nhảy lên, giận dữ đập xuống. Đang, chân tôn dơ thương chống đỡ, đống đổ nát bên dưới bị chấn động bay lên, còn mang kèm cả khí diễm đáng sợ. Phương Vọng càng chiến càng thuận lợi, thậm chí bắt đầu bù đắp được trên lệch lực lượng với chân tôn đôi mắt của chân tôn lóe lên ánh sáng lạnh trong quá trình chiến đấu đôi mắt giống như hai sợi chỉ bạc đang nhanh chóng di chuyển kéo dài ra chân tôn đột nhiên đập kim long thương xuống đất dưới chân bùng phát một vòng khí đen nhanh chóng lướt qua chân phương vọng trong nháy mắt một lực kéo không thể tưởng tượng nổi kéo phương vọng lại mạnh mẽ kéo hắn vào trong thấy phương vọng rơi vào bóng tối chân tôn định hành động thì đột nhiên hắn thượng lại ánh sáng lạnh trong mắt biến mất một tiếng chuông lớn truyền ra từ trong bóng tối của mặt đất, khiến nhiều đế thánh hồn siêu phách tán. Phương vọng đạp lên luân hồi chung nhảy ra khỏi bóng tối. Lúc này, sau đầu hắn hiện lên hình ảnh nhật nguyệt, muôn vàng ngôi sao điểm suyết dưới nhật nguyệt, trên bộ giáp khóa vàng của thiên linh bảo thể dâng lên khí thế ánh bạc, mái tóc đen của hắn cũng bay múa theo đó, tỏa ra thần quang. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, trong quá trình giao chiến với chân tôn, hắn không ngừng vận chuyển thiên đạo vạn pháp kinh mới. Đợi đến khi hắn tu luyện thiên đạo vạn pháp kinh một chu thiên, hắn sẽ thực sự bước vào cảnh giới thiên đạo huyền tiên, chân tôn vốn đang đứng im đột nhiên giết đến trước mặt phương vọng, đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt, phương vọng nhìn thấy hàng vạn đế thánh cùng nhau vung chưởng về phía mình, lại giống như sức mạnh quy tắc của cả thiên địa cùng nhau giết đến, muốn hủy diệt hắn. Ẩm, ừ, phương vọng bị đánh lui hàng chục triệu dặm, Xé toạc cả biển mây trên bầu trời u ám thành hai nửa, như thể bầu trời đêm đột nhiên bị chém làm đôi. Phương Vọng ổn định thân hình, mạnh mẽ đè nén khí huyết hỗn loạn trong cơ thể. "18 tầng địa ngục, ngươi và Vô Mệnh lão nhân có quan hệ gì?" Chân Tôn mở miệng hỏi. Hắn lại có thể phá vỡ 18 tầng địa ngục trong nháy mắt. Phương Vọng lắc lắc tay, mở miệng hỏi, "Vô Mệnh lão nhân là ai?" Chân Tôn tiến lên một bước, dấy lên cơn gió lốc khủng khiếp, muôn vàng quy tắc thiên địa tràn vào cơ thể hắn, khiến khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt. Vô mệnh lão nhân, chỉ là một quan hồn lang thang ở nhân gian không chịu chết mà thôi. Chân tôn dường như không muốn nói nhiều. Lúc này, sau lưng hắn ngưng tụ một mặt trời đen. Phương vọng không khỏi hỏi, ngươi biết thái huyền thần tiêu kinh sao? Công pháp do bản tôn sáng tạo, ngươi nói xem. Chân tôn lạnh lùng nói, thần tiêu thái dương sau đầu đột nhiên bay lên trời mạnh mẽ đánh tan trấn thế châu trên trời toàn bộ thiên địa đột nhiên chìm xuống áo bào của phương vọng tung bay cùng phong ập đến trước mặt không thể lay động được thân hình của hắn ngươi hẳn cũng tu luyện thái huyền thần tiêu kinh của bản tôn nên dùng hết toàn lực đi giọng nói của chân tôn truyền đến từ nửa thế giới xa xôi phương vọng phản vấn sao ngươi biết lá bài tẩy mạnh nhất của ta là thái huyền thần tiêu kinh Lời vừa dứt, thế giới u ám đột nhiên sáng lên, thân thể Phương Vọng bùng phát ra ánh sáng mạnh hơn cả mặt trời, chiếu sáng cả mặt đất. Thiên đạo vạn pháp kinh vận hành một chu thiên, thiên đạo huyền tiên thành, trong ánh sáng cực mạnh, Phương Vọng bay lên, không ai có thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn. Sau lưng hắn xuất hiện từng luồng ánh vàng, giống như một loại đường nét, càng ngày càng nhiều, dần dần vẽ thành một cuộn tranh màu vàng tráng lệ vô biên chân tôn ngươi sẽ là người đầu tiên đối mặt với thiên đạo huyền tiên cảm nhận thiên uy đi giọng nói của phương vọng vang lên ngữ khí đầy áp bách khiến tất cả các đế thánh chỉ cảm thấy khí huyết linh lực trong cơ thể đông cứng không nói nên lời chân tôn mở to mắt cường quan của thiên đạo khiến cả giáp trụ của hắn cũng mất đi màu sắc trong đôi đồng tử của hắn chỉ còn lại hình ảnh phương vọng và cuộn tranh màu vàng sau lưng thiên đạo huyền tiên tại sao việc đạt đến cảnh giới thiên đạo huyền tiên đã mang lại sự thay đổi cực lớn đối với phương vọng trong quá trình thúc đẩy công pháp hắn đã hấp thụ sức mạnh của mọi quy tắc thiên địa trong thế giới này tất nhiên hắn chỉ hấp thụ một phần chứ không làm lung lay cấu trúc của toàn bộ thế giới khi hắn hoàn toàn đạt đến cảnh giới thiên đạo huyền tiên hắn có thể trực tiếp nắm giữ tất cả sức mạnh quy tắc của thế giới này từ đó nắm giữ toàn bộ thế giới cảm giác này vô cùng huyền diệu con đường thiên đạo chính là con đường của thiên địa, không liên quan đến khí vận, nhân quả, chỉ thuần túy là nắm giữ thiên địa. Đây là mức độ mà hắn có thể đạt được hiện tại. Mục tiêu tương lai của phương vọng là nắm giữ đại đạo. Đại đạo là gì? Phương vọng cảm thấy trong mơ hồ vẫn tồn tại một loại sức mạnh quy tắc cao hơn quy tắc thiên địa. Sức mạnh này cấu thành nên vũ trụ thời không bên ngoài thiên địa. Phương vọng thu liễm tâm thần, đôi mắt dưới lớp mặt nạ hồ ly nhìn về phía chân tôn ở xa xa cuộn tranh màu vàng sau lưng hắn đang không ngừng mở rộng thương sinh xã tắc đồ phương vọng đã dùng thần thông này để đánh ma tộc vào trong linh tượng thiên địa của mình khiến ma tộc cùng sống cùng chết với linh tượng của mình bây giờ hắn muốn dùng thương sinh xã tắc đồ để nuốt chửng thế giới đế thánh này vào trong linh tượng thiên địa của mình nếu là trước đây ngay cả khi các đế thánh bó tay chịu trói hắn cũng không thể làm được bởi vì phạm vi chịu đựng của linh tượng thiên địa có hạn không thể nuốt chửng vô hạn bây giờ thì khác rồi phương vọng đạt đến cảnh giới thiên đạo huyền tiên đã vượt xa trước đây công pháp mạnh nhất của nhân gian kết hợp với công pháp đỉnh cao của tiên đình hơn nữa còn luyện đến đại viên mãn hiệu quả của nó tuyệt đối không phải người phàm và các tiên thần bình thường có thể tưởng tượng được phương vọng sinh ra một cảm giác không gì không làm được quy tắc thiên địa do hắn điều khiển cảm giác này thật sự quá tuyệt vời hắn một tay cầm thiên cung kích một tay giơ lên lòng bàn tay ấn về phía chân tôn và những đế thánh kia quy áp vô biên của thiên đạo huyền tiên bao trùm cả thế giới ngay cả chân tôn cũng cảm thấy áp lực điều mấu chốt nhất là chân tôn phát hiện ra thần thông của mình đã không thể thi triển được hắn như thể đột nhiên rơi vào lưới thiên địa không thể trốn thoát chân tôn hít sâu một hơi hắn giơ thanh trường thương kim long trong tay lên từng luồng khí đen trào ra từ trong trường thương, ngưng tụ thành từng vị đế thánh sau lưng hắn. Những đế thánh còn sống đều tập trung sau lưng chân tôn, sắc mặt ai nấy đều u ám, bọn họ cũng phát hiện ra phiền phức, một số đế thánh thông thạo thần thông dịch chuyển thậm chí còn không thể rời khỏi thế giới này. Chân tôn bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú bí ẩn, các đế thánh khác cũng vậy. Phương Vọng vừa cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của thiên đạo huyền tiên, vừa ấn lòng bàn tay xuống thương sinh xã tắc đồ sau lưng hắn đột nhiên biến mất nhưng thiên địa lại trở nên sáng sủa hơn chân tôn các đế thánh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thương sinh xã tắc đồ đã thay thế bầu trời trong ánh sáng mạnh mẽ của thiên đạo tất cả tồn tại đều không thể cử động tiếng niệm chú của chân tôn các đế thánh cũng bắt đầu trở nên yếu ớt rất nhanh toàn bộ thiên địa mất đi màu sắc nhân gian vô nhai phương vọng dẫn theo không độ chân nhân tề vân đại thánh đáp xuống đất không độ chân nhân tề vân đại thánh vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt phương vọng đáp xuống lưng chừng núi hắn quay đầu nhìn về phía biển mây trên bầu trời hắn tháo mặt nạ hồ ly xuống sắc mặt bình tĩnh gió nhẹ thổi qua thổi động mái tóc mai của hắn hắn trông không khác gì người phàm khí tức không mạnh đạo chủ bọn họ đều đã vẫn lạc rồi sao không độ chân nhân cẩn thận hỏi thương sinh xả tắt đồ rơi xuống bọn họ không thể nhìn thấy gì đến khi bọn họ hoàng hùng thì đã đến nhân gian vô nhai phương vọng trả lời không tính là tử nạn có thể coi là chết già không độ chân nhân tề vân đại thánh đột nhiên nghĩ đến ma tộc trong linh tượng của phương vọng chẳng lẽ đồng tử của cả hai đều coi lại nếu thực sự như vậy chẳng phải thực lực của phương vọng đã tăng lên rất nhiều sao sở hữu lực lượng của chân tôn cộng thêm nhiều đế thánh như vậy cộng thêm thần thông vô biên mà phương vọng sở hữu ai có thể là đối thủ của hắn ngay cả các vị tiên thần ở thượng giới e rằng cũng khó có thể làm gì được hắn trừ khi tiên đình huy động lực lượng lớn bao vây diệt trừ hắn khi tề vân đại thánh ở thế giới đế thánh tất cả đế thánh trong thế giới đế thánh không phải đều bị tiên đình trục xuất cũng có những đế thánh có thể liên lạc với thượng giới hắn đã nghe nói từ lâu biết được một số hành động của tiên đình ở thượng giới hắn do dự một lát nói đạo chủ khi thiên môn mở ra ngài sẽ là mục tiêu hàng đầu của tiên đình, ngài có cần ta nói cho ngài biết về thực lực của tiên đình không? Phương vọng gian rộng hai tay, vương vai một cái, vừa cảm nhận thiên nhiên đất trời, vừa trả lời, nói đi. Vậy ta sẽ nói về lực lượng hạ giới của tiên đình, tiên đình có tứ đại chiến thần, 18 thần trụ, 36 tinh tú, 72 thần tướng. Dưới trướng bọn họ còn có hàng chục vạn chính thần, mỗi một chính thần đều sở hữu pháp lực vô biên có thể dễ dàng đánh bại đại thánh, đại đế bình thường. Mạnh nhất phải kể đến cửu diện thần la, cửu diện thần la thậm chí còn sở hữu sức mạnh ngang ngửa thiên đế, thông thường hắn sẽ không ra tay. Tiếp theo là ba vị đại chiến thần khác, nộ thế thần la, huyền diệu thần quân, lăng tiêu thánh đế. Tề vân đại thánh bắt đầu kể về tiên đình, không độ chân nhân cũng chăm chú lắng nghe. Phương Vọng cũng đang lắng nghe, mặc dù hiện tại hắn rất tự tin nhưng nếu có thể hiểu rõ kẻ địch trước thì hắn cũng sẵn lòng theo lời của tề vân đại thánh tiên đình thực sự sở hữu lực lượng có thể quét ngang hàng nghìn nhân gian hàng chục vạn tồn tại cấp độ đế thánh thậm chí còn có những tồn tại vượt xa đế thánh thật là cường thịnh phương vọng không khỏi tò mò chí thánh mạnh đến mức nào rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào khiến tiên đình mãi không thể công phá được nhân gian huyền tổ chỉ có thể dựa vào thiên môn hạ giới trong thời gian ngắn. Hơn nữa chí thánh có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, chuyện này rất đáng sợ. Có lẽ mỗi lần thiên môn mở ra, các vị tiên thần không dám hủy diệt nhân gian huyền tổ, chính là biết rằng chí thánh vẫn có thể hồi sinh, cho nên không dám làm bừa. Hồi lâu sau, Tề Vân Đại Thánh đã nói hết những thông tin tình báo mà mình biết, hắn nhìn về phía phương vọng, phát hiện ra vẻ mặt của phương vọng không có gì thay đổi. Người biết chí thánh không, Phương Vọng mở miệng hỏi. Tề Vân Đại Thánh sửng sốt, trả lời, có phải là chí thánh của nhân gian huyền tổ không? Ừ, có nghe nói một chút, hắn là người đầu tiên đại náo tiên đình rồi toàn thân trở ra ở nhân gian, hơn nữa chân tôn rất kiên dè hắn, không cho người khác nhắc đến. Tề Vân Đại Thánh trầm ngâm nói. Quả thực là kiên dè, chân tôn nói mình là người sáng tạo ra thái huyền thần tiêu kinh, như vậy thì hắn chính là đồ đệ của chí thánh chân tôn đã từng bị chí thánh trấn áp. Phương vọng chật chật xưng kỳ trong lòng, rất tò mò không biết lúc bị trấn áp thì chân tôn và bây giờ trên lệch bao nhiêu, hắn quyết định tìm cơ hội hỏi thăm. Nghĩ xong, phương vọng mở miệng nói, ta chuẩn bị trở về, các ngươi thì sao? Tề vân đại thánh vội vàng nói, nếu đạo chủ không chê, ta nguyện đi theo. Không độ chân nhân trả lời, ta không cần thiết phải ở lại nhân gian này nữa, tiếp theo nên chuẩn bị nên chiến tiên thần vì ngài. Thời gian mở thiên môn đã không còn xa, các vị đế thánh có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên môn đang đến gần. Phương vọng cũng có thể cảm nhận được, trong bóng tối có một sức mạnh bí ẩn đang đến gần nhân gian, sức mạnh này, ngay cả hắn cũng không tính toán được. Nếu vậy, cùng về nhân gian huyền tổ thôi. Phương vọng nói, rồi bước đi, thi triển tiêu diêu tự tại thiên, ba người biến mất trong hư không đại lục hàng long kiếm thiên trạch phương vọng dẫn theo không độ chân nhân tề vân đại thánh đáp xuống cầu gỗ hắn lập tức truyền âm cho độc cô vấn hồn không độ chân nhân tề vân đại thánh vừa đến đã bị quy tắc thiên địa nơi đây làm cho kinh ngạc nồng đậm quá hơn nữa còn có một loại đạo ý không nói rõ được khiến bọn họ vô cùng muốn tu luyện ở đây rất nhanh độc cô vấn hồn xuất hiện bên cạnh phương vọng Phương Vọng giới thiệu đơn giản rồi để Độc Cô Vấn Hồn dẫn hai người đi xuống. Phương Vọng Phong Tề Vân Đại Thánh, không độ chân nhân làm Thiên Cương Đạo Tôn, đến đây, Thiên Cương Đạo Tôn đã xuất hiện tồn tại cấp đại thánh. Tề Vân Đại Thánh còn không phải là đại thánh bình thường, hắn là đại thánh đã từng khai thiên lập địa. Đợi ba người bọn họ đi rồi, Phương Vọng đứng trên đầu cầu, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, Ánh mắt hắn chuyển lên phía trên, chỉ thấy bên cạnh mặt trời trên bầu trời xuất hiện thêm một luồng sáng, rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy. Đó hẳn là thiên môn, thiên môn không ở trong tinh không bên ngoài bầu trời mà ở nơi xa hơn nữa. Với tu vi Thiên Đạo Huyền Tiên của Phương Vọng, hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy thiên môn, dưới thiên môn có vô số tiên thần đang đứng. Bọn họ đứng im không nhúc nhích, giống như tượng, ánh sáng tụ lại vào một chỗ không bị thần quan của thiên môn che lấp. Trong thời gian tiếp theo, Phương Vọng chuẩn bị tiếp tục ngộ đạo, không ngừng hoàn thiện thiên đạo vạn pháp kinh. Còn về tu vi, thiên đạo vạn pháp kinh sẽ tự động tu luyện, cho dù hắn không tỉnh tọa thì tu vi cũng tăng lên. Hắn đã giả định rằng tứ đại chiến thần của tiên đình đều sẽ hạ phàm, thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể phải đối mặt với toàn bộ tiên đình. Hắn từ từ thu hồi ánh mắt, bắt đầu đã tọa, theo động tác đã tọa của hắn, trên mặt hồ bốc lên sương mù linh khí, bao quanh hắn. Khi khu vực này bốc lên sương mù linh khí, các tu sĩ còn ở lại kiếm thiên trạch đều biết rằng đạo chủ vọng đạo đã trở về, thoáng chốc, kiếm thiên trạch nổi lên một đợt động tĩnh không nhỏ. Trong một đại sảnh, Hồng Trần đơn độc gặp mặt Tề Vân Đại Thánh. Tề Vân Đại Thánh nhìn thấy Hồng Trần, vô cùng kinh ngạc, hắn do dự không quyết, muốn nói lại thôi. Hồng Trần ngồi, bưng một chén trà nóng trong tay nhẹ giọng cười nói ngươi không nhìn nhầm đâu ta chính là người trong ấn tượng của ngươi tề vân đại thánh hít sâu một hơi cúi người hành lễ với hồng trần năm đó là ngài đã cho ta cơ hội sau khi ngài rời đi tiên đình càng thêm ngang ngược không có đại thánh nào có thể toàn thân trở ra như ta tề vân đại thánh nghiêm túc nói hồng trần cười cười nói nói cho ta biết tình hình tiên đình hiện tại đi ngươi chắc hẳn có thể hiểu được tình hình ở thượng giới tề vân đại thánh gật đầu bắt đầu kể lại tình hình tiên đình nụ cười trên mặt hồng trần dần biến mất khi nghe đến cái tên cửu diện thần la sắc mặt hắn trở nên âm trầm trong mắt không giấu được sát ý xuân qua thu đến từng năm trôi qua công luân càng ngày càng cao biển mây chỉ có thể chạm đến lưng chừng núi công luân bây giờ đã có mỹ danh là ngọn núi đệ nhất thiên hạ theo thiên đạo thành tiên Công luân cũng được càng nhiều sinh linh công nhận là đạo trường đệ nhất thiên hạ. Một ngày nọ, tiểu tử nhảy ra khỏi hồ, đến bên cạnh phương vọng, trong sương mù linh khí không xa có một bóng người đi tới, đó chính là Dương Lâm Nhi. Dương Lâm Nhi nhìn thấy bóng lưng của phương vọng, toàn thân không khỏi rung lên. Công tử, hôm nay hẳn là sinh nhật 1050 tuổi của ngươi, ngươi còn nhớ không? Tiểu tử cười hì hì nói. Phương vọng mở mắt, cười nhẹ nói ngay cả sinh nhật của chính mình ngươi cũng không nhớ sao lại luôn nhớ ngày sinh của ta hắn đã sớm quên mất sinh nhật của mình dù sao hắn cũng đã ở trong thiên cung nhiều năm như vậy theo cha mẹ kiếp này của hắn qua đời hắn cảm thấy sinh nhật của mình đã không còn quan trọng nữa tiểu tử cười nói đương nhiên ta phải nhớ công tử ngươi không quay đầu lại xem ai đến sao phương vọng giơ tay xoa xoa đầu rồng của nó nói vậy ngươi còn không đi đi, đợi ta gặp xong nàng, ngươi hãy đến. Tiểu tử vừa nghe, mắt rồng mở to, trong mắt lộ ra vẻ u oán. Hửng. Vâng. Tiểu tử bị phương vọng đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn chầm chầm, vội vàng chui vào trong hồ, biến mất không thấy. Phương vọng quay người lại, nhìn Dương Lâm Nhi đang ngây dại, cười hỏi, sao vậy? Không nhận ra ta rồi sao? Dương Lâm Nhi nhẹ trắng môi, không tiến lên mà hỏi, tại sao? Ngươi hỏi tại sao nào? Phương Vọng vẫn giữ nụ cười. Trong lòng Dương Lâm Nhi dâng lên muôn vàng cảm xúc, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lời đến bên miệng, nàng không biết nên hỏi như thế nào. Ngươi muốn sống một nửa đời sau bình thường, hay là giống như hôm nay, theo đuổi tiên đạo? Phương Vọng hỏi. Dương Lâm Nhi im lặng. Nàng rất rõ ràng nội tâm của mình. Nàng không hề hối hận thậm chí rất biết ơn những gì đã trải qua trên con đường này, chỉ là nghĩ đến cha mẹ có chút tiếc nuối nhưng con cái của Dương Tuấn vẫn ở trên trái đất, chắc chắn sẽ ở bên cạnh cha mẹ nàng. Mấy trăm năm không gặp, Dương Lâm Nhi đã không còn là cô gái trái đất như trước nữa. Nàng cũng đã từng trải qua chém giết, nghe đại tu sĩ giảng đạo, đã sớm là tu tiên giả thực thụ. Dương Lâm Nhi hít sâu một hơi, hỏi, tại sao không trực tiếp nói cho ta biết tất cả những điều này? phương vọng không dám nói là chu tuyết muốn rèn luyện nàng như vậy hắn phản bác nếu như ngươi biết trước thân phận của ta ngươi có cảm thấy thành tựu của ngươi sẽ tốt hơn không dương lâm nhi nở nụ cười nói đúng vậy nếu như sớm biết ta đã không có chí tiến thủ lớn như vậy cả ngày ngồi tu luyện thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được phương vọng giơ tay ra kéo nàng đến trước mặt mình mái tóc đen của dương lâm nhi bay phấp phới sắc mặt nàng hơi thay đổi hiển nhiên là bị kinh ngạc nàng cảm thấy mình đã không còn là tầng cấp thấp trong tu tiên giới không ngờ lại không có chút sức chống cự trước mặt phương vọng thậm chí không kịp phản ứng đây chính là thiên đạo chân tiên sao nàng không nhịn được hỏi phương vọng cười hỏi để ta kiểm tra đạo hạnh của ngươi khuôn mặt xinh đẹp của dương lâm nhi ửng hồng nàng khẽ gật đầu sương mù linh khí xung quanh bắt đầu cuồn cuộn trở nên đậm đặc hơn sau đó Phương Vọng kéo nàng đã tọa, hỏi nàng về sự hiểu biết của nàng đối với thiên đạo vạn pháp kinh. Dương Lâm Nhi vốn còn hơi căng thẳng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mỗi khi nàng nêu ra một vấn đề, Phương Vọng đều có thể dễ dàng giải đáp, hơn nữa còn khiến nàng có cảm giác như được khai sáng. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, Dương Lâm Nhi dần quên mất thời gian. Sáu ngày sau, một trận cuồng phong thổi đến từ hướng Côn Luân, thổi tan sương mù linh khí trước mặt Phương Vọng và Dương Lâm Nhi, thổi tung mái tóc dài của Dương Lâm Nhi. Dương Lâm Nhi cao mày, nàng cảm nhận được một luồng khí tức rất kinh khủng đang đến gần từ xa. Phương Vọng vẫn không hề động đậy, tiếp tục giảng giải thiên đạo vạn pháp kinh. Trong quá trình giảng đạo, hắn cũng đang suy nghĩ về việc dung hợp tuyệt học. Dương Lâm Nhi không nhịn được hỏi, ngươi không cần quan tâm sao? Cơn cuồng phong tàn phá thiên địa vẫn tiếp diễn, luận áp lực mạnh mẽ đó càng khiến bản năng của nàng bất an ta cần gì phải quan tâm không phải ai cũng có thể khiến ta ra tay phương vọng cười nhẹ nói dương lâm nhi nghe vậy cảm thấy cũng đúng trước đây nàng đi theo tiểu tử đi tìm cơ duyên nghe tiểu tử nhắc đến đạo tông thiên cương đạo tôn của vọng đạo đều có thực lực hàng đầu đương thời đại kiếp thực sự đã bắt đầu ước chừng trăm năm nữa những tiên thần cao cao tại thượng kia cũng sẽ hạ xuống. Phương Vọng nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm tự nói. Trên thương hải, yêu vân cuồn cuộn kéo đến từ chân trời, trong mây yêu là vô số yêu ma, có con hóa thành người, có con vẫn giữ nguyên hình dạng, trông như đại quân ma thần đến từ cửu u, thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Kẻ cầm đầu là một yêu vương đầu dê cao trăm trượng, lông trắng như tuyết, mặt giáp đen, tay cầm một thanh đại đao vô cùng khoa trương, hắn nheo mắt nhìn về phía trước ánh mắt lạnh lùng đến trợn người phía sau hắn là một con rồng khổng lồ như dãy núi không ngừng gào thét về phía trước miệng phun ra từng trận cuồng phong tạo nên những cơn sóng gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời mặt biển bên dưới cũng dâng lên những con sóng dữ dội như thể sắp có một cơn bão lớn ập đến bầu trời và biển cả chìm trong bầu không khí ngột ngạt yêu vương đầu dê đột nhiên cau mày theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời có một bóng người mặc áo trắng đang đứng đó chính là kiếm tiên hứa ngôn hứa ngôn đứng thẳng người tuy chỉ có một mình nhưng lại có khí thế chống lại cả ngàn quân vạn mã đối mặt với đại quân yêu ma đang ầm ầm tiến đến sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường hắn giơ thanh kiếm trong tay lên dùng ngón tay trái lướt trên lưỡi kiếm lưỡi kiếm lập tức lóe lên ánh sáng lạnh hắn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích đạo chủ trở về kiếm thiên trạch trận chiến này chắc chắn hắn sẽ chú ý hứa ngôn đã sớm có tu vi thiên địa càng khôn hắn tự tin có thể quét sạch tất cả những kẻ dưới cảnh giới đế thánh thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể ngang tay với đế thánh đạo chủ có thể giết địch vượt cảnh giới hắn cũng có thể hắn biết mình và phương vọng có chênh lệch hắn không dám mơ tưởng đến việc giết chết đế thánh nhưng hắn cảm thấy hòa nhau thì chưa chắc đã không được hứa ngôn khẽ nhếch miệng đột nhiên bước về phía trước một trận đại chiến bùng nổ bên bờ kiếm thiên trạch, phương vọng tiếp tục giảng đạo cho Dương Lâm Nhi, còn về trận chiến của hứa ngôn, hắn không để trong lòng. Tề vân đại thánh vẫn còn đó, có một đại thánh ở đây, đủ để quét sạch mọi kẻ địch mạnh ở nhân gian. Kể từ khi phương vọng đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên, những đại thánh, đại đế được hồi sinh lại rút lui, hiện tại nhân gian vẫn là trận tranh đấu của thiên địa càng khôn. Rất nhanh, cung luân dựng lên đại trận hộ sơn, vô cùng tráng lệ cũng thu hút sự chú ý của dương lâm nhi đây là lần đầu tiên dương lâm nhi nhìn thấy trận pháp của côn luân trước đây nàng chỉ tò mò không biết côn luân chỉ được xây dựng hùng vĩ hay không bây giờ xem ra quả không hổ danh là đạo trường đệ nhất thiên hạ nàng có thể cảm nhận được trận đại chiến ở xa khiến nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt nàng đột nhiên nhớ đến lời phương vọng nói trước đó không nhịn được hỏi nhất định phải chống lại tiên thần sao phương vọng liếc nhìn nàng hỏi sao lại hỏi như vậy những cường giả ở nhân gian này quá nhiều vậy thì tiên thần có thể trấn áp nhân gian phải mạnh đến mức nào trên đường đến đây ta nghe nói lần này thiên môn mở ra số lượng tiên thần hạ phàm vượt xa bất kỳ thời đại nào trước đây ta lo cho ngươi chẳng lẽ không có nơi nào tiên thần không tìm ra sao dương lâm nhi lo lắng nói chỉ riêng trận chiến bên kia côn luân đã khiến nàng cảm thấy bất an đây mới chỉ là một góc của nhân gian, vậy thì tiên thần sẽ có tư thái mạnh mẽ như thế nào?" Phương Vọng cười nói, "Không có, nếu có thì sao từ xưa đến nay lại có nhiều đại thánh, đại đế vẫn lạc như vậy. Hơn nữa bây giờ cho dù ta có cúi đầu trước bọn họ thì cũng đã muộn rồi, con đường này vốn là thành vương bại tướng, hơn nữa ta không sợ, ta cũng rất mong chờ được chiến đấu với bọn họ." Mong chờ. Dương Lâm Nhi như lần đầu tiên quen biết Phương Vọng, nàng không khỏi ngây người nhìn phương vọng phương vọng nhìn về phía xa nói đúng vậy mong chờ thật ra ta cũng có nơi mình muốn tìm dương lâm nhi im lặng do dự một lúc nàng nghiến răng nói dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ngươi muốn chiến đấu ta sẽ theo ngươi không rời không bỏ lần này ngươi đừng hòng lừa ta nữa đừng hòng đuổi ta đi nữa phương vọng giơ tay xoa đầu nàng cười nói yên tâm đi lúc nào ngươi đã thấy ta bại trận thấy phương vọng tự tin như vậy tâm trạng của dương lâm nhi tốt hơn ngươi có thể kể cho ta nghe về câu chuyện của ngươi không ta muốn nghe từ chính miệng ngươi dương lâm nhi nhẹ giọng nói nàng không khỏi nhớ đến lời đánh giá của thế nhân về phương vọng nghĩ như vậy nàng có cảm giác như đang ở trong mơ rõ ràng đã ở bên nhau mấy ngày nhưng nàng lại thấy không chân thực đến vậy tất nhiên có thể câu chuyện phải kể từ khi ta còn nhỏ phương vọng cười nói tư duy của hắn cũng theo đó mà đắm chìm vào hồi ức dương lâm nhi chăm chú lắng nghe dần dần nàng không còn cảm thấy ngột ngạt nữa thậm chí còn quên mất trận đại chiến ở xa trận đại chiến kéo dài nửa canh giờ tề vân đại thánh ra tay một bàn tay khổng lồ có đường kính hơn nghìn dặm từ trên trời giáng xuống như thể đại diện cho thiên phạt trong hư không đen tối một cánh cổng vòng bằng vàng khổng lồ dựng trên một biển mây, dưới cổng có vô số bóng dáng tiên thần. Kẻ cầm đầu là một nam tử mặt giáp vàng, hai tay chống sau lưng, thần võ uy nghiêm, đôi mắt còn tỏa ra tia lạnh sắc bén. Một trong 18 thần trụ của tiên đình, ngự thiên thần trụ, phía sau hắn là một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng, chính là thiên thần ách vận, lúc này thiên thần ách vận hiện nguyên hình, khí thế cũng bùng nổ, chỉ có điều đường vân đen ở giữa trán lộ ra điềm xấu, trùng rợn. Ngự thiên thần trụ đột nhiên nheo mắt, hắn như nhìn thấy điều gì. Chỉ thấy trong bóng tối phía trước có một luồng sáng bay đến, nháy mắt đã đến trên biển mây. Ánh sáng tan đi, một lão tiên tóc bạc phơ, mặt trẻ trung hiện ra. Thần trụ, tình hình có biến, ám thiên địa nơi chân tôn ở bị thiên đạo phương vọng tập kích, toàn bộ vẫn lạc. Thiên đế bệ hạ hạ lệnh, sẽ phái thêm các thần trụ khác cùng đến nhân gian huyền tổ, ngoài ra, bệ hạ đã đích thân đi mời chiến thần. Lão tiên chấp tay hành lễ. Lời nói của hắn khiến ngự thiên thần trụ chấn động, thiên thần ách vận càng biến sắc. Các tiên thần đứng sau bọn họ đều chấn động. Chân tôn bị diệt rồi. Thiên đạo phương vọng mạnh mẽ đến vậy sao? Không đúng, ám thiên địa ẩn chứa hơn vạn đế thánh, chẳng lẽ vọng đạo đã mạnh mẽ đến mức này? Có khả năng, đừng quên, vị kia hiện tại cũng đang ở trong vọng đạo. Thảo nào lại có nhiều khí vận như vậy tụ tập về nhân gian huyền tổ. Chờ đã, thiên đạo này sẽ không phải là chuyển thế của người kia chứ. Khi các tiên thần đang bàn luận, ngự thiên thần trụ cũng nêu ra nghi vấn của mình, hắn nhìn chầm chầm vào lão tiên hỏi, thiên đạo sẽ không phải là chuyển thế của chí thánh chứ. Lão tiên lắc đầu nói, bệ hạ đã từng bái kiến chí thánh cách đây trăm năm. Chí thánh vẫn chưa phục sinh, hắn nói rằng mình không liên quan đến thiên đạo, sẽ không can thiệp, giới hạn của hắn là nhân gian huyền tổ không được chết quá nửa số sinh linh, thiên địa càng không thể bị hủy diệt. Ngự thiên thần trụ hừ lạnh nói, lại là yêu cầu như vậy, hắn đúng là lo nghĩ cho nhân gian. Thiên thần ách vận không nhịn được hỏi, người hủy diệt ám thiên địa chỉ có thiên đạo. Không có đại năng nào khác ra tay nữa ư. Lão tiên lắc đầu nói, không có, người theo hắn chỉ có tề vân đại thánh và một phàm linh thiên địa càng không cảnh, Năng lực của Tề Vân Đại Thánh thì các vị cũng biết rõ. Ngự Thiên Thần Trụ nhíu chặt mày. Lão tiên tiếp tục nói, đợi 18 thần trụ tụ tập đầy đủ, có thể cưỡng ép mở thiên môn, các vị, tình hình lần này không bình thường, đây có thể là một kiếp nạn của tiên đình. Tai kiếp, lời của lão tiên khiến tất cả tiên thần đều im lặng, sắc mặt của Ngự Thiên Thần Trụ cũng trở nên nghiêm trọng. Bệ hạ mời vị chiến thần nào? Cửu Diện Thần La có thể ra tay không? dù sao sư phụ của hắn đang ở nhân gian tính kế chúng ta nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha